Lời nói đầu tiên, cho em Việt xin kính chúc toàn thể quý anh chị đang xem video này có thật nhiều sự may mắn, thành công trong công việc của mình nha. Thì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, thì em có nhận một con xe Innova về cho anh chị để mà chúng ta có thể mua tặng cho vợ con mình, phục vụ cho gia đình và công việc. Thì cái xe này, nó là mẫu xe Toyota Innova được sản xuất từ 2014 đến nay. Nhưng về cái phần bề ngoài, anh chị xem bề ngoài trước nha. Đó, cái đường mép nối của nắp capo với lại thân xe, gân chập nổi và kể cả đèn pha thì quá là xuất sắc luôn cả nhà. Không ngờ một con xe 2014 đến nay mà chất xe còn rất là đẹp. Lốp xe này thì cũng là gần như là mới thay cả nhà. Nếu như mà anh chị đi cái xe này thì có thể là đi thêm 50.000 cây nữa chúng ta mới phải thay một lần. Thay từ năm 2019 nay nhưng mà đi không bao nhiêu, thì chúng ta nhìn qua cái lớp thì cũng thấy được độ hao mòn nó ít. Và cái mép của cái cửa với lại cái thân xe thì là còn thẳng tắp luôn, keo chỉ cũng chưa mất một phân nào luôn nha. Và cái kính bấm nè, rồi cái đường ấn nhập của nhà máy, kể cả các cái con ốc ở khóa cửa thì cũng còn nguyên bản như trong hộp lấy ra luôn. Bốn con ốc ở cái cánh cửa bên tài của chúng ta thì là vẫn nguyên zin. Em sẽ quay chậm chậm và quay chi tiết cho cả nhà cùng xem. Thì để mà anh chị có thể đánh giá được một chiếc xe mà tốt nhất đó, thì đây là phía bên trong nội thất, khoang buồng lái rất là rộng rãi. Ghế của chúng ta là còn ghế nỉ nguyên zin luôn anh chị. Ghế này ghế nỉ nguyên zin từ 2014 đến nay và rất là sạch sẽ. Ghế cũng chả xẹp bao nhiêu hết trơn. Cần lấy ngạt mưa và cần chỉnh độ sáng và cái phím bấm nè, anh chị thấy không, độ hao mòn rất là ít luôn. Không biết rằng là anh chị có thể đoán được cái xe này đi bao nhiêu ngàn km không, thì cái số km em sẽ bật mí ở cuối clip, cho nên là anh chị có thể theo dõi tiếp và mình đoán nha. Các con ốc ở cửa phụ nè, rồi các cái thanh ở hàng ghế và trục lái nỉ, các cái mạch điện và cái con ốc, thì anh chị thấy đó, nó không có dấu hiệu của sự ngập nước đâu nha cả nhà nha. Em đang nói là dấu hiệu của sự ngập nước và thủy kích không bao giờ có. Cái đường rụng chỉ ở phía sau tài, gọi là ghế hàng khách, là cũng còn nguyên bản, đinh bấm này nọ anh chị thấy nha. Đó. Một con xe 2014 đến nay cực kỳ uy tín, từ ngoài vào trong, nội thất ở hàng ghế phía thứ hai đây. Anh chị có thể thấy là cái độ hao mòn mình nhìn là mình cũng đủ biết rồi cả nhà. Anh chị nhìn là có thể đủ biết được, nó không cần người trong nghề. Mình nhìn một con xe mà nó đi nhiều hay đi ít á, là anh chị nhìn dễ biết á. Ở sau đuôi xe này thì khá là rộng rãi đó, và cũng đã được trang bị thêm cái phần cảm biến da, cảm biến da xe. Các con ốc ở nắp capo thì nắp ở đuôi xe là cũng còn nguyên bản. Đó, sụng chỉ đây anh chị thấy đó. Thì cái con xe này nói chung là về ngoại thất, nội thất rất đẹp. Tuy nhiên thì nó có bị cứng nhẹ một chút, tầm 2-3cm ở cái phần đuôi phía bên trái. Có thể là em thì em thấy là do anh chủ nói là hồi đợt chạy vô thì nó có quẹt vô cái tường đó, và có làm bảo hiểm trong hãng, và nó có cái lịch sử, cho nên là anh chị có thể check thoải mái. Đó, ốc hát này nọ còn nguyên bản, dập nổi dập chìm là còn hiện lên rất rõ. Và cái xe này thì nói chung là cái đường mà va chạm như thế thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến độ an toàn và cái sự vận hành của xe. Đó, thì anh chị có thể mà an tâm nha. Này, cái bóng đèn hậu, hai cái đèn hậu đó, còn rất là sáng luôn. Phải nói là một chiếc xe 2014 này đúng là gọi là cá nhân một chủ từ đầu. Anh chị nhìn cái lớp sơ cua, khung gầm, sắc-xi, xe ở dưới cũng đã được trang bị cái ve chống bùn rồi nè cả nhà. Sắc-xi thì đúng là chắc là một cái xe mà đi trong thành phố. Anh chị nhìn cái lò xo nè, rồi cái con ốc nè, rồi thanh sườn, nước sơn, bầu vô này nọ, là anh chị thấy cũng quá là uy tín mà. Không hổ danh là xe cá nhân một chủ từ đầu. Nhìn là thấy được cái sự chăm sóc và cái sự yêu xe. Màn hình này là màn hình zin theo xe luôn nha cả nhà nha. Các cái phím bấm điều chỉnh máy lạnh đồ này nọ nè. Thật sự ra các cái phím bấm này á, là khi mà lên xe là rất là dễ sử dụng. Cần số nè, anh chị thấy nha.
Xe này là em lấy từ nhà chủ như thế nào về là để như thế luôn, chỉ có xịt sơ qua nước lạnh thôi rồi quay lên cho cả nhà cùng xem. Ốc ác ở nắp capo đây, đó, sụn chỉ nè. Nói chung là con xe này là nó không có làm một bất cứ một cái thứ gì ngoại trừ cái đuôi của nó làm một chút xíu 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 rồi là tân trang lại thôi. Đó, lỗ hấp thụ xung lực nè, xung chỉ dập nổi dập chìm rồi tem của nhà máy rồi này nọ là còn đầy đủ luôn. Xíu nữa có một cái phần này mà nó giữ từ chủ xe giữ từ năm 2014 đến nay, rất là mắc cười luôn cả nhà. Đó, cái con ốc nè, bốn con thì như một luôn. Đây là phần khung sườn ở phía bên má của phụ nè. Anh chị xem đây, cái đinh bấm của nhà máy anh chị thấy không, thấy rõ nha, đinh bấm nhà máy rồi chân đèn pha rồi này nọ nè. Đó, đây là cái phần Thế là bạn mà không cực hợp kỳ tác mắc với bên cười, Sơn hay sao? cái miếng xốp này, cái miếng mút này dằn lại ở ngay cái phần Áp két lực lớn nước quá, nha, cái thanh máy lạnh á, nhiều lực là viên từ quá. năm 2014 đến nay luôn cả nhà. Trời ơi thật sự luôn. Cũng không biết nói gì hơn. Rồi cái tem nè, cái tem thông số của nhà máy, anh chị xem cái thanh dằn ở phía dưới đó, anh chị xem cái thanh dằn ở phía dưới nè, là còn thẳng tắp luôn, không bị va chạm hoặc là như thế nào Két nước quá đó. dữ. Mọi thứ bên trong xe nhìn rất là sạch sẽ luôn cả nhà. 2014 đến nay mà chạy mà kỹ như thế này thì phải nói rằng là còn kỹ hơn mấy anh em nào mà mua xe mà tầm đời 2018 mà chắc xe xấu xấu luôn á. Đây con ốc nè, sáng chói luôn. Nói chung á, là cái xe này thì em đánh giá là đi nó không phải gọi là đi nó quá ít, nó không phải là gọi là siêu siêu nước siêu siêu cọp, nhưng mà nó đi thì cũng gọi là ít thôi đó. Và sự bảo quản của xe này của anh chủ này thì phải nói rằng là rất là bảo quản luôn. Dạ rồi thì nãy giờ em đã cùng anh chị đi xung quanh một vòng xe, thì bây giờ em sẽ nói lại thông tin của xe này. Đây là con Innova 2014 bảng E số sàn máy xăng đó. Xe thì đi hơn 100.000 cây, cụ thể là 127.000 km, và xaxi này nọ rất là đẹp luôn. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466939 nha. Em xin phép được đọc số hotline của em lại một lần nữa là 0923466939, và bên em có nhận trao đổi cũng như là thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng với một mức giá cao nhất thị trường. Em cũng rất là mong muốn anh chị có thể tặng cho em một like, một share và một đăng ký kênh để mà em có nhiều niềm vui, động lực ra các cái video mới mỗi ngày cho anh chị. Xin chào và hẹn lại anh chị trong những video lần sau ạ. Và đừng quên số điện thoại của em có Zalo túc trực 24/24 luôn anh chị nha.